Hi, mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến trình bày của mình. Hôm nay mình làm một món các bạn, gỏi đu đủ Việt Nam nha. Ok, giờ mình gọt vỏ ra, mình chuẩn bị mình bào. Gỏi sau khi mình bào, mình rửa sạch và mình ngâm nước đá xong nha các bạn. Giờ mình chuyển qua mình luộc tép với thịt nha. Bây giờ mình đang luộc thịt nha các bạn. Cái tép mình đang lên, một hồi nữa mình sẽ luộc số tép này chung luôn. Này các bạn, đó, thấy chưa? Hai các bạn, thì mình đang đổ hột gà các bạn. Đang chiên hột gà cho nó chín đều, mình đang đổ cho nó một lớp cho nó mỏng lên mỏng. Đằng hồi mình sắc ra mình ăn chung với gỏi ha. À, các bạn thấy không? Nó vừa đều vừa đẹp và vừa tròn nè các bạn, vừa thơm các bạn ơi. Ok các bạn, trong lúc mình đang luộc thịt thì mình đổ tép vô nha các bạn, mình luộc chung với thịt nha. Sau khi tép chín thì mình sẽ sắc hành phần nữa. Đó các bạn thấy không, chắc thịt lúc này cũng chín rồi đó. Bây giờ má mình đang sắc tác nha. Ok các bạn, thì thịt luộc, tép luộc và trứng chiên mình đã sắc ra hết, giờ mình để dĩa các bạn. Đó, đây gỏi nè các bạn thấy không, gọi mình ăn nha. Giờ một hồi mình dọn qua và mình ăn nha. Ok, đây các bạn, đây là thành phẩm của mình nha, gỏi đu đủ tôm thịt nha các bạn. Nó các bạn thấy không, có thịt ba gọi, trứng, tép, nước mắm chua ngọt, rau găm và gỏi này các bạn thấy không. Wow, nhìn thấy bát mát không mày, ăn chắc ngon lắm mày. Ok các bạn, đến đây mình xin tạm dừng video clip của mình nha. Anh em ủng hộ đăng ký kênh của mình nha, để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thằng ấy giờ chào tạm biệt. Ok bye.